Rồi quý vị ơi, tiếp theo là một cây kim ba xưa quý vị, 270k. Để trước tiên tôi quay cho quý vị coi cái nu của nó nè. Đó, mấy cái này già lắm nha. Cái bầu khủng lồ luôn, tôi đưa vô trong này nha. Hổm như lâu lắm rồi, có anh đó anh cũng nói là cây này khi nào sống bán rảnh, nhưng mà không biết anh nào tôi cũng quên mất tiêu rồi. Thôi bây giờ không nhớ ông nào là ông nào. Nếu mà khi đó anh đó anh cọc trước hay này kia thì ok rồi, nhưng mà cọc trước mình cũng không dám, tại vì nó chưa có biết sống hay không nữa. Thôi vậy đi anh ơi, giờ có duyên gặp ai bán nấy đi, chứ giờ đâu có nói cái gì được. Giờ đưa lên đây, giờ sống khỏe rồi tôi đưa lên đây, anh nào có duyên thì vô mua, còn không có duyên hẹn dịp khác ha. Nè, tỷ lệ nha, ngón tay tôi tỷ lệ nè, đồn cái 270 nha quý vị. Thấy nó không lạ gì trơn, giống cả một quá trình nha. Mấy ông chú này ông nuôi từ cái đọt vậy nè, tới ra dày trong cái chậu trà bá lửa, tôi ép vô đây bán cho quý vị 270, mà có chậu mà bao ship luôn ha. Thì tôi còn có 200 thôi nha, 200 mà ông này ông bán tôi cũng gần 200.000 rồi đó. Mà tại vì tôi đi mua nguyên chuyến xe thì tôi chia sẻ mấy anh kia rồi tôi bán cho quý vị luôn nha. Chứ cây này duyên quỳ vốn nha quý vị. Rồi 270 xuống luôn.